Dắt lại thành tâm hôm nay, à, giờ này là 5 giờ sáng mà dắt lại đi hai miếu rồi, à, dắt lại còn hai miếu cho nên là nay dắt lại không có xin trực tiếp được, à, nay dắt lại thỉnh dầu lưu ly, à, thùng dầu lưu ly đi, có gửi các miếu cúng, à, nay dắt lại chạy về trong miếu, bà chú xứ, với Đức Thần Hoàng, bữa dắt lại xin cái lộc số thầy Sâm, năm sáu sáu năm cho bà con đó. À, nhưng mà dắt lại không có xin trực tiếp vì gì, dắt lại gì đó, dắt lại để dầu rồi dắt lại thắp hương, dắt lại 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 cúng, à, dầu đi trái cây, dắt lại cúng trả lễ, dắt lại về miếu, bà chú xứ ở, có Đức Thần Hoàng, rồi dắt lại xin nửa năm sáu, dắt lại cúng trái cây với lại dắt lại thề cúng dầu lưu ly, thỉnh dầu lưu ly về để cúng, nhưng mà dắt lại không có quay video trực tiếp được. Vì ngày hôm nay dắt lại chạy vòng vòng dắt lại không có kịp thời gian cho nên là dắt lại chỉ xin cái lộc ở đây cho bà con, rồi ngày mai dắt lại trở lại miếu dắt lại sẽ tiếp tục và xin cái lộc trực tiếp cho bà con ở miếu cây, miếu bà chủ xứ ở, miếu dôi ha. Hôm nay dắt lại chỉ có thỉnh, dầu đi với trái cây đi cúng ở trong miếu đó xong rồi trả lễ xong rồi dắt lại về, dắt lại không có quay video vì trong đó còn sớm quá với người ta đang, cũng rất là đông trong đó cho nên dắt lại không có xin được, rồi dắt lại đi về ha, dắt lại cúng trái cây, dắt lại thỉnh dầu về miếu dắt lại cúng, nên dắt lại quay cho bà con cô bác anh chị em chúng ta xem ha. Mô A Di Đà Phật. Con kính lại Đức Thánh Mẫu Đền Trời soi xét hôm nay với lòng thành kính ngày 14 tháng 10, con xin Đức Thánh Mẫu và Phố độ cho con xin một thầy sâm, xin bà ban cho một thầy sâm may mắn ngày thứ hai đầu tuần có cái lộc trong số thầy sâm trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau, đều có miền Bắc miền Trung, cho bà con cô bác tìm mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày rằm tháng 10 âm lịch năm 2023 nhằm ngày 27 tháng 11 năm 2023. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đền Trời soi xét xin rước lộc ngày rằm tháng 10 cho bà con cô bác một thầy sâm cầu tài cầu lộc may mắn ngày rằm tháng 10 âm lịch năm 2023 thứ hai đầu tuần có đài thành phố Đồng Tháp Cà Mau, xin Đức Thánh Mẫu ban cho một thầy sâm. Chú thầy Sâm nằm ngửa lên luôn, chú thầy Sâm nằm ngửa lên, dắt lại quay vào trong, dắt lại trình lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, nguyện xin Đức Thánh Mẫu ban độ cho số thầy Sâm này có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần, trùng khớp với đại đài thành phố Đồng Tháp Cà Mau, dương có miền Bắc miền Trung, để độ giúp cho bà con cô bác có thể tìm mua tờ giấy số có được cái lộc ngày rằm tháng 10 âm lịch năm 2023. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đền Trời soi xét xin ban cho số thầy sâm này ngày thứ hai đầu tuần có được cái lộc lớn để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Với lòng thành kính hôm nay, con nguyện đem công đức phụng sự tam bảo thỉnh dầu lưu ly về miếu, cũng như phụng sự tam bảo này hồi hướng cho bà con ai cũng được cái lộc may mắn từ số thầy sâm này. Xin Đức Thánh Mẫu Đền Trời soi xét xin ban phước văn lộc, xin bà độ và ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn từ số thể sâm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thể sâm. Số thể sâm là số, số thể sâm là số 30. Số thể sâm là số 30 nha bà con. 30, số thể sâm là số 30 ha. Nó hơi mở chút. Là xa xa bà con thấy ha, số thể sâm là số 30 ha. Số thể sâm là số 30 nha bà con. Số thể sâm là số 30 ha. Bà con thấy rõ không? Mở quá. Dắt lại tắt cái đèn cho thấy số đây xong là số 30 cho bà con ha, tắt đèn lại thấy ha, và số đây xong là số 30, 30, 2, 30, 2, 30, 2, 30, thứ 2, 2, 30, 2, 30, ha bà con xong dương nha, 2, 30, 2, 0, 3, ngày thứ 2 đầu tuần, và dắt lại cũng nguyện cầu xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời cho xét độ cho số đây xong, 2, 30, 30, có được cái lọt lớn ngày thứ 2 đầu tuần, con cũng xin để nhau trong bát nha. Con xin theo nếu bà ban thì bà ban cho số thầy sâm 230 có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần, xin bà độ ban cho.
con sẽ học theo Mô A Di Đà Phật. Rồi xong Mô A Di Đà Phật, con xin được Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin độ cho số thể xâm 30, 2-30 ngày thứ hai đầu tuần có được cái lộc lớn trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đi có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu cho con xin được Thánh Keo số thể xâm này. Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. À, con cũng xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho số thể xâm 30 có được cái lộc lớn đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thể xâm 30 có được cái lộc đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau ngày thứ hai đầu tuần ngày rằm tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 27 tháng 11. Xin Đức Thánh Mẫu cho con xin được Thánh Keo số 30 có được cái lộc đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau ngày thứ hai đầu tuần. Rồi, miền Nam nha bà con. Giác lợi khấn ba miền bà không có ban, giác lợi khấn miền Nam không ha, số 30 này giác lợi khấn miền Nam ha, đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau. Cho nên bà con nào tham khảo đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con cũng xin hồi số thể xâm xuống, bà con xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời cho xét, xin độ cho số thể xâm 30 này có được cái lộc lớn, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc số thể xâm 30 ngày thứ hai đầu tuần. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thể xâm 30 có được cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thể xâm 30 này có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc. Con thành tâm xin Đức Thánh Mẫu, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho số thể xâm 30, 2-30 có được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày thứ hai. Con xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin độ ban giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu xin ban cái phước cái lộc ban cho bà con cô bác ngày thứ hai đầu tuần ngày rằm tháng 10, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con mọi người đều được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần ngày rằm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho gia đạo của con, cha mẹ hiện tiền, anh chị em, dân ông Vương Thị Tiến, Dương Thị Bùi Thanh, Bùi Thị Thiết Hạnh, Bùi Thị Đống, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hưởng và Lê Thị Di Thúy Nga. Sinh năm 1976, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, làm thành Phật đạo. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, và cũng xin Đức Thánh Mẫu ban cái phước cái lộc ngày rằm tháng 10 cho tất cả bà con cô bác ai xem kênh Giác Lợi Vlog, cũng ai xem kênh Thần Tài Giải Trí, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Con xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con luôn được niềm vui an lạc, gia đạo được bình an may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho giúp cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được cái lộc may mắn. Con thành tâm nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đèn Trời soi xét, xin độ ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Thánh Mẫu ban cái phước cái lộc giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần, được cái lộc số thể xâm là 30, 2-30. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em nhớ tham khảo ha, 2-30 hoặc là 4-30 nha bà con ha. Ngày thứ hai đầu tuần nhớ bà con tham khảo số 2-30 hoặc 4-30 ha. Bà con nào hạp 2-30 thì tham khảo 2-30 hoặc là hạp 4-30 thì tham khảo 4-30 nha. Chứ giác lợi thấy miền Nam là đầy Long, thành phố Đồng Tháp với Cà Mau là 4-30 rất là đẹp hơn 2-30. Bà con nào thích 2-30 cũng được, cũng rất là hạp. Thì bà con cũng có thể tham khảo cầu tìm mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ha. Hôm nay giác lợi nãy giác lợi về miếu bà chủ xứ ở miếu Dôi đó, giác lợi có trả lễ số thể xâm là 5665 trái cây. Giác lợi cũng thỉnh dầu lưu ly về đó để trả lễ với Đức Thần Hoàng, cũng thỉnh dầu lưu ly về đó để trả lễ và thỉnh trái cây về để chưng trả lễ. Rồi giác lợi trễ quá, giác lợi chạy về đây, giác lợi chỉ có thỉnh dầu về thôi chứ không có thỉnh trái cây về đây được. Mà ngày mai có cái lộc, giác lợi thành tâm quay trả lời, giác lợi thỉnh trái cây với trầu cao, giác lợi trả lễ. Giác lợi mới đặt trầu rồi, mới điện thoại đặt trầu, cả bà kia bà làm sẵn. Ngày mai sáng giác lợi thỉnh sớm về, giác lợi trả lễ trầu cao sau.
ngày mai là ngày rằm, ngày mai là ngày rằm, Giác Lợi sẽ thỉnh đầu cao về Giác Lợi trả lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào tất cả bà con ha, chúc tất cả bà con an lạc nha.